Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tự học Tarot cùng Thu Anh, và mình là Thu Anh. Mình ở đây để đem đến cho bạn những bài giảng ngắn gọn xúc tích nhất về Tarot, cũng như là mẹo đọc Tarot hoặc các vấn đề huyền học nói chung. Ok, bài giảng của ngày hôm nay là phân tích chi tiết lá ẩn phụ 4 xu. Rồi, trước khi vào phần bài giảng thì các bạn đừng quên là có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua trang Facebook Tự học Tarot cùng Thu Anh. Và nếu bạn nào có hứng thú muốn mua đá quý hoặc vật phẩm phong thủy trong tương lai thì các bạn có thể tìm đến fanpage Tiệm Phong Thủy của Thu Anh. Như các bạn thấy là hiện giờ vì dịch thì nên là mình cũng chưa có nhập được nhiều mặt hàng về, chưa có nhiều thứ để bán. Như các bạn thấy hôm nay trên bàn làm việc mình để ba hũ đá là mắt hổ này, onyx này, cái anh đen với cả là ngọc bích đỏ. Thì đây là combo mình hay sử dụng mỗi khi mà mình cảm thấy lười. Đây là combo dành cho người lười. Đấy, ngọc bích đỏ là để tăng nhiệt huyết, tăng lửa, onyx là để giống như kiểu là tăng sức bền bỉ ấy, tăng khả năng chịu đựng. Và mắt hổ cũng có ý nghĩa tương tự như vậy. Thế thì ba cái hũ đá này, mình lý do là bởi vì hôm nay mình ngủ dậy. Bạn nào hay bị như thế này thì các bạn nên dùng combo này nhá. Bạn ngủ dậy, cơ thể rất khỏe mạnh, không ốm đau, không bệnh tật gì, nhưng cảm thấy lười, cảm thấy không muốn rời khỏi giường, cảm thấy không muốn bắt đầu một ngày mới. Mà hôm nay lại là thứ hai, chúng ta không nên bắt đầu tuần mới bằng cái tâm trạng ủ rũ thế này được. Đấy, tại sao mình vừa ngủ đủ, tại sao mình ăn uống đầy đủ, cơ thể khỏe mạnh mà mình vẫn cảm thấy lười biếng, mình cảm thấy giống như kiểu mất hết năng lượng ở bên trong ấy. Đó, thì đó là lúc mà mình sử dụng đá. Mình ngắm, mình lân lê trên tay. Một số bạn thì ngồi thiền cầm đá trên tay. Mình thì hay, mình thích chơi trò sóc lọ, sóc đá, nên mình cứ thích cầm như này. Mình nghe, mình nhìn và mình nghe. Mình gọi là engage năm giác quan của mình. Đấy, chạm này, ngửi thì không có, liếm thì không có, nhìn này với cả nghe. Đấy, để cảm nhận năng lượng từ đá nhá. Rồi, ok. Còn gì không nhỉ? Chắc là hết rồi đấy. Rồi, bây giờ chúng mình vào phần bài giảng nhá. Với 4 xu, trước tiên là nhìn hình ảnh đi. Học ẩn phụ rất là dễ, bởi vì hình ảnh có thể nói lên được 90% ý nghĩa của lá bài. Hình ảnh là một người đàn ông, đầu đội xu, tay ôm chặt, ôm khư khư một đồng, hai chân đạp lên hai đồng. Cái người này mang lại cho mình cảm giác là người này đang muốn giữ cái xu này không cho ai cả. Mà bạn nhìn người này trông có nghèo không? Không hề nghèo nhá. Đồ mặc thì đẹp, mà có khi đội vương miện này chắc là ông vua ấy chứ. Đằng sau là thành phố phát triển, tức là cái người này không hề thiếu. Nhưng họ vẫn muốn giữ khư khư. Tưởng tượng hình ảnh trẻ con, nó không cho ai chơi đồ chơi của nó. Mặc dù bản thân nó chả thích cái món đồ chơi đấy đâu, nhưng nó chỉ không muốn ai chạm vào. Vì là của tao, mày nghĩ mày là ai, mày được chạm vào đồ của tao. Đấy, kiểu như thế. Thì cái lá này từ khóa là gì? Tham lam, ích kỷ, không chịu buông bỏ. Đấy, buông bỏ đây là buông bỏ sự kiểm soát. Không chịu buông bỏ kiểm soát. Lớn rồi, ta không có giữ khư khư đồ chơi nữa, nhưng mà ta vẫn thể hiện cái sự giữ khư khư. Ta thể hiện cái lòng tham của ta vào những tình huống mà ta gặp phải trong cuộc sống. Ví dụ, bạn muốn mọi thứ phải theo ý bạn. Bạn muốn mối quan hệ phải diễn ra theo ý bạn. Bạn muốn đối tác, bạn muốn bạn bè, bạn muốn người yêu phải cư xử theo cái cách mà bạn muốn họ cư xử. Bạn muốn dự án phải theo ý của bạn 100%. Nhưng rồi, mọi chuyện sẽ không bao giờ theo ý bạn cả. Và mình nghĩ cái thông điệp này cũng rất là phù hợp với những bạn trẻ, những bạn mà chưa trải nghiệm nhiều. Các bạn không nhận ra được là bạn sẽ chẳng bao giờ, hoặc là không một thứ gì trong cuộc sống của bạn nó đi đúng theo ý nguyện của bạn cả. Đây cũng là một cái bài học mà mình buộc phải học cách đây chắc vài năm. Vì trước đó mình cũng là một cái kiểu người mà luôn muốn mọi thứ theo ý mình. Mình
luôn cố gắng nỗ lực để đạt được cái mục tiêu mà mình đề ra. Nhưng sau vài lần, kể cả trong vấn đề học tập, công việc hay tình cảm hay phát triển bản thân, mình nhận ra là mọi thứ luôn đi chệch hướng, nó không theo đúng ý nguyện của mình. Thế nên mới có câu người tính không bằng trời tính. Nhưng tuy nhiên nhá, sau một quãng thời gian dài mình nhìn lại thì mình nhận ra là mọi thứ đều có lý do của nó. Lý do vì sao mình thất bại trong chuyện tình cảm, hay thất bại ở cái công việc hay cơ hội này, là bởi vì có một cánh cửa khác, một cánh cửa cơ hội khác tốt hơn đang chờ mình ở phía trước. Thế nên tại cái thời điểm đó, tại cái thời điểm mà mình muốn cái cánh cửa cơ hội cũ, mình nghĩ rằng đó là cánh cửa cơ hội tốt nhất cho mình. Thế nên khi mọi thứ không được như ý muốn, khi mình thất bại, mình buồn, sụp đổ, thất vọng, đấy, tất cả những cái cảm xúc tiêu cực nhất. Nhưng khi mà cánh cửa cơ hội mới đến, mình nhìn nhận lại, mình bảo là nếu mà mình không thất bại ở cái cũ thì mình không hề biết là có cái cơ hội mới này nó đang chờ mình. Đấy, thế nên là bài học từ lá bốn xu là chúng ta hãy buông bỏ sự tham lam, buông bỏ kiểm soát. Nếu mà bây giờ bạn cứ giữ khư khư cái món đồ chơi mà bạn không dùng đến thì bạn sẽ không bao giờ biết là có những món đồ chơi tốt hơn đang chờ bạn. Đấy, kiểu như thế nhá. Rồi, từ khóa của bốn xu đơn giản vậy thôi: tham lam, ích kỷ, giữ khư khư, không buông bỏ kiểm soát. Bây giờ vào phần ví dụ cũng rất là đơn giản. Lá này thì mang tính tiêu cực nhiều hơn, dĩ nhiên rồi. Về tính cách một người, đấy là một người mà mình vừa miêu tả đấy, một người mà luôn nắm giữ quyền lực, luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình, không chịu san sẻ nguồn lực, san sẻ tài nguyên cho ai, mặc dù rõ ràng là người này không hề nghèo, người này không hề thiếu. Bạn không hề thiếu, nhưng bạn luôn sống với cái tâm thức là tôi thiếu, thì cuộc sống bạn đang manifest những cái thực tại thiếu vào cuộc sống. Ví dụ nhé, bạn không hề nghèo, nhưng bạn luôn nghĩ là mình nghèo. Bạn luôn nghĩ là tiền kiếm được ngày hôm nay rồi ngày mai vì lý do nào đấy sẽ mất. Lúc nào bạn cũng sợ mất tiền. Thế nên bạn rất kỳ bò, bạn rất keo kiệt. Bạn không cho ai một cái gì cả. Và bạn cũng rất là keo kiệt với bản thân. Lúc cần uống thuốc chữa bệnh, bạn không làm, bạn bảo kệ để cơ thể tự khỏi, mình phải tiết kiệm tiền. Và nếu mà bạn có cái mindset như thế nhá, thì cái thực tại thiếu tiền nó càng đến. Tức là bạn càng như thế thì bạn lại càng gặp những cái vấn đề khiến bạn càng phải tiêu nhiều tiền hơn. Tai nạn, biến cố, ốm đau, bệnh tật, bị trộm tiền. Còn nếu bạn là cái người hào phóng sở lợi, đấy, không phải là kiểu tiêu hoang nhé, hào phóng sở lợi, đấy, tôi có 3 triệu nhưng mà tôi đưa anh 500 nghìn để làm từ thiện, đấy là 1/6 tài sản của tôi rồi, và tôi don't care về cái chuyện đấy. Thì mọi người thấy bạn hào phóng sở lợi, họ càng cho bạn nhiều hơn, vũ trụ cho bạn nhiều hơn, và bạn càng có thêm cơ hội. Thì đó chính là cái bài học mà cái người bốn xu này cần phải học. Trong chuyện tình cảm cũng thế, có thể là kiểm soát người còn lại, hoặc là ki bo, không dám chia sẻ tình cảm, không dám cho đi nhiều, hoặc là đôi khi nhá, nó còn là giữ khư khư hình bóng của người cũ, không chịu buông bỏ người cũ. Không nhất thiết là bạn đeo bám người cũ. Cái lá này mình từng gặp trong một trải bài. Trường hợp này là đeo bám người, không phải đeo bám người cũ mà là đã chia tay rồi nhưng không chịu buông bỏ hình ảnh của người cũ, luôn tự tưởng tượng và vẽ nên cái hình ảnh đẹp đẽ hoàn hảo nhất từ người cũ, và cho rằng đây mới là cái người phù hợp cho mình, mà không chịu nhìn nhận vào thực tại là hai người đã chia tay được vài năm, không liên lạc vài năm rồi, nhưng cái hình ảnh người cũ vẫn, bạn ấy vẫn tự vẽ lên nó đẹp, và bạn ấy không hề muốn buông bỏ và vẫn cho rằng một ngày nào đấy mình sẽ tìm lại được cái hình ảnh này. Nhưng bạn không nhận ra là cái hình ảnh bạn xây dựng lên nó không giống với thực tại của cái người đó, nó không phải là người đó, nó là người khác. Đấy, đấy nhá. Rồi, với trả bài là tình cảm anh ta dành cho tôi và cô ta dành cho tôi mà ra 4 xu thì cũng không phải hay ho gì cho lắm. Có thể là anh ta và cô ta
nói sao nhỉ? Yêu tôi nhưng mà dè chừng. Một là muốn kiểm soát tôi, hai là rất là dè chừng trong cái việc là trao đi tình cảm vì sợ rằng là sẽ bị tổn thương. Có thể người này đã từng tổn thương trong quá khứ rồi nên họ cảnh giác. Đấy, cụ thể theo như thế nào thì ta rút thêm các lá để giải thích. Nhưng mà ra tình cảm lá này cũng không phải là tốt. Rồi thế đến việc là có nên chia tay người yêu không? Đang cãi nhau rất là nhiều. Đấy, làm nào để giải quyết cái vấn đề cãi nhau, làm thế nào để cải thiện mối quan hệ ra bốn xu thì một trong hai người hoặc thậm chí cả hai có xu hướng kiểm soát đối phương, nhưng thường sẽ là cái người hỏi có xu hướng kiểm soát đối phương. Anh phải thế này, anh phải thế kia, em phải ăn mặc như thế này, em phải nói theo cách này, em phải đối xử với anh như này, em phải ABC gì Z. Đấy, thì bạn nên học cách buông bỏ kiểm soát và hãy chấp nhận yêu một người đúng với bản chất của họ, chứ đừng tìm cách thay đổi cái bản chất đó nha. Rồi thế phần về phần công việc, sắp tới có tìm được công việc như ý không? Một bạn đang thất nghiệp tìm việc thì ra cái lá này có thể là vẫn chưa tìm được công việc như ý, một phần là do cái thái độ của bạn ý. Ở đây mình thấy là có thể là bạn đang tìm cách kiểm soát cái tình huống, bạn luôn muốn là có thể nhá, mình gặp rất là nhiều trường hợp tìm việc tìm đến tarot reader hỏi bài là mình muốn chắc chắn trong tháng này phải tìm được việc, phải có được một công việc. Điều kiện thứ hai, công việc đấy lương phải cao. Điều kiện thứ ba, mình phải thích công việc đấy và chắc chắn phải trong tháng này. Rồi, chúng ta lại nhớ lại người tính không bằng trời tính. Đấy. Thế nên là hãy học cách là buông xuôi, học cách xuôi theo dòng. Đấy. Và hãy nhìn nhận lại xem, thay vì kiểu cứ bắt buộc bản thân là phải tìm được việc trong tháng này, công việc phải ABC, Z, thì hãy nhìn về quá khứ là lý do vì sao trước đó tôi trượt phỏng vấn, tôi cần cải thiện cái gì, và nếu tôi cần 3 đến 4 tháng để lấy được cái bằng cấp để cải thiện những thứ còn thiếu sót thì tôi đành phải bỏ 3 đến 4 tháng thôi. Tôi không thể có việc ngay trong tháng này được. Ok. Rồi, đến câu cuối cùng là một bạn bạn ấy đang rất là bình thường, đi làm văn phòng rất bình thường, hỏi xem là công việc trong vòng 3 tháng tới có lưu ý gì không? Ra 4 xu. Có thể là tại thời điểm hiện tại bạn ý đang bị tham quyền khố vị, hoặc là bạn ý đang có cái xu hướng rất là ích kỷ trong công việc. Bạn ý có kiến thức nhưng bạn không muốn chia sẻ cho người làm cùng, không muốn dạy học cho người mới. Cái này là điển hình của cái việc là chúng ta đi làm mà mới mà cũ bắt làm ma mới thì cũng không đúng, mà nó giống như việc là người cũ họ có kinh nghiệm nhưng họ không muốn chia sẻ cho ta. Ở đây chắc bạn nào đi làm công ty thì ít nhiều cũng gặp trường hợp như thế rồi đúng không? Những người ở trên, những người làm lâu năm, họ có kinh nghiệm hơn ta nhưng họ không muốn chia sẻ cho ta bởi vì họ sợ ta giỏi hơn họ. Đó là điển hình của close mindset, tức là dịch là gì? Thiển cận mà. Ừ. Đấy, thì thay vì bản thân mình cũng đã gặp trường hợp như thế, thì mình nghĩ là nếu sau này mình đặt vào cái trường hợp của họ, có ai đấy mới, liệu mình có chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho họ không? Thật ra mình nghĩ là mình là cá nhân mình là kiểu người luôn thích học những kiến thức mới nên mình chả bao giờ ngại chia sẻ kiến thức mình đã học được rồi với người khác, bởi vì mình biết là mình luôn tiến về phía trước, mình luôn học một cái mới nên không ai bắt kịp được mình đâu. Đấy, nên mình không lo, không sợ cái điều đó. Mình luôn chia sẻ những gì mà mình đã biết. Ok, thì đấy là 4 xu. Mình nghĩ lá này thay vì nói về phần tiêu cực thì nó giống như là một cái bài học mà bạn quarren, mà bạn hỏi cần phải học nhiều hơn là chúng ta diễn giải theo hướng ui giời cuộc sống của bạn tệ lắm, xấu lắm, rồi không nên tốt. Chúng ta hãy diễn giải theo hướng bài học nhé. Ok, thì đấy là ý nghĩa của lá 4 xu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, ủng hộ cái bài giảng này. Các bạn đừng quên là theo dõi kênh, ấn like, bình luận, thả tim cho kênh, coi như là một cách để tăng tương tác, một cách ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Bye bye!